Đây nha cả nhà, con Ngân đen nó đang nói chuyện với trai nha cả nhà. Mày dám nói chuyện với trai hả con? Tao biết mẹ mày là tới công chuyện nha. Ôi da, kiến cắn, kiến cắn, kiến cắn. Ôi da. Hai đứa này nó trẻ trâu dữ gì trời. Few moments later. Gì đâu? Con Ngân đen nó nói chuyện với trai mày một chút kìa. Tại vì nói chuyện với trai đâu rồi đó. Có nói chuyện với bồ nó, anh em một sớm lại kìa đi. Đi. Dán gì đào heo chén nó luôn. Dán gì đào heo chén nó luôn. Gọi vậy lên. Nói chuyện với trai mày kìa. Nào. Mày nói chuyện với trai mày. Rõ qua quá đó. Yêu thương hả? Quá đó.
yêu, tao mày yêu nè. Mày lên. Mày lấy yêu nè. Mày nãy mẹ mày mới nghe. Mẹ mày mới nghe mày kêu alo anh, mẹ em tắt luôn. Mày đừng có xạo tao nghe giọng con trai mày. Mày để tao nói chuyện. Đưa nó đi, mày lớn mày yêu đường, yêu đường đi. Đúng rồi, quánh cha đi. Quánh chết cha mà mày luôn nè. Mày đi vô khỏi nhà luôn nha. Nha, mày đi nhắm đi khỏi nhà không? Tao nói gì đâu. Tao cứ mày vô cuối xuống cái mày bỏ điện thoại mày chạy ha, mày đi mày nhắm đi nổi không? Tao nói gì đâu. Không nói. Không có nói. Không có nói vậy, mày bấm điện thoại để cái thùng lạnh đó thì nãy đâu cái. Cái gì nữa? Số chuyện với cha với mày. Vô đây, mày vô đây. Giống chị thôi. Mày vô đây. Cao ra mi hả con? Mày cũng cho anh tao cũng đâu ít gì. Có nói gì đâu. Mày này, khỏi nhà nha. Bữa nay cameraman bị thấy chỗ rồi con, nay cho ra đường rồi. Chị Tư nói vô, chị Tư kêu bán điện thoại xong cho nó nghỉ học luôn cả nhà. Ừ, có lại yêu đương mày. Vậy nè, người ta rất con mà con không thích người ta. Đèo tiền. Vậy sao không nói chuyện anh em người ta? Tại vì người ta lớn tuổi hơn, biết không? Thôi, anh, em nghe nè anh, vậy hả anh? Trừ cái kiểu. Có đâu. Mày á, cameraman. Đó cả nhà, thương đã me lắm rồi, thương me mấy bữa nay rồi cuối cùng cũng cuối cùng là cũng giải quyết được con Ngân Đen nha cả nhà. Cả nhà muốn em làm gì nữa em chơi tới bến nó luôn cả nhà. Này, lụm đi. Lụm nó. Me. Học hỏi chị ơi nha. Cho nó bỏ nhà đi cái gì? Gì? Bá mẹ em lấy điện thoại mày luôn rồi con. Liêu. Gì? Vì gọi lẹ, vì gọi điện lại cho cái thằng đó gì nói chuyện đi, về vì giả đò làm Ngân Đen nói chuyện đi. Gọi lại thằng đó. Alo, anh hả? Con biết được điện thoại. Con hỏi được cái điện thoại. Con biết mật khẩu điện thoại đó, để con vô con mở. Mật khẩu nó cái gì nịt nịt á. Còn cái nịt. Mật khẩu của nó là chữ còn cái nịt. Kè kè kè, nhanh lên, nó vô nó lấy điện thoại trước kìa, lẹ lên. Nhanh lên, thương. Lẹ lên, nó vô lấy điện thoại kìa. Rồi, vậy là đúng mật khẩu rồi đó Thương ơi. Đèo tiền. Con là không được yêu đương sớm. Wow. Con rất là ngoan. Đúng rồi, Hoài Thương rất là ngoan. Mẹ dặn là không được yêu đương sớm mà là Hoài Thương yêu đương từ rất sớm nha cả nhà. Em quen anh bây giờ. Không có đâu bé ơi. Bé nào? Ok
Cả nhà ơi, em đã hả chôn con ngân đen xong nha cả nhà, mà không phải gọi là chôn nữa, mà cái này nhỏ này yêu đương thiệt cả nhà, nói chuyện với trai thiệt, mà không biết nói chuyện với ai thôi. Mẹ nó cũng xử đẹp nó rồi nha cả nhà. Bây giờ hả Thương sẽ đi vô nha, đi vô giả bộ an ủi rồi các kiểu nha cả nhà.